Nobita à, anh có biết chuyện vợ chồng Deki hàng xóm không? Biết, vợ chồng nhà ấy tình cảm lắm, còn vợ xinh phết. Anh biết Deki làm gì vào mỗi buổi sáng không? Sáng nào nó cũng hôn vợ nó thật thắm thiết rồi mới đi làm. Thế anh có làm được như anh ấy không? Cái này quả thực là anh có chút ngại. Ngại gì mà ngại, thích là nick thôi, ngay và luôn. Em phải cho anh thời gian chứ, anh mới làm quen vợ nó thôi mà. Ủa, mình nói gì sai à? Sao thế? Lại trục trặc với Suka à? Không, vừa bị mất đôi dép. Này, anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Nếu không, thì để em đi qua lại lần nữa cho anh thấy nhé. Con kia, mày có tin vào cái chết ngay từ cú đấm đầu tiên không? Nếu không, thì để bố mày kêu bạn trai mày tới đấm phụ nhé. Alo, nhà tiên Timon đấy hả? Tôi có thể gặp ông vào thứ năm được không? Chết tiết, không được rồi. Sao vậy? Ông bận rồi à? Không, thứ tư tao bị tai nạn rồi. Trời buồn, trời đổ nhiều mưa. Ta buồn ta ngủ, từ trưa đến chiều. Ngủ xong nhảy ăn cơm nhiều. Ăn xong rồi ngủ, từ chiều đến trưa. Nó ơi, mày đang làm gì đấy? Đang vẽ gà. Xong rồi đấy, chú mày thưởng thức đi. Con gà mà có ba chân. Ý quên, thiếu mất một chân. Nô, tớ nghe bảo cậu mới trúng số dài nhất hả? Ừ, tớ mới đi lãnh tiền về đây này. Nhìn mặt cậu khờ khờ thế mà hên phết nhá. Chẳng là ba đêm liền tớ nằm mơ thấy số 7. Thế là tớ nhầm tính, 3 lần 7 là 24. Rồi tớ chạy đi tìm mua số 24. Thế là trúng. Ở nơi ấy, tôi đã thấy họ tự bấm like cho chính mình, cho chính mình ở trên Facebook. Hư cấu này. Giọt nước mắt vô tâm thở, ngàn câu ca sao nghe.